Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim của Trung Quốc nói về đề tài rất là mới lạ. Nào, đi thôi. Phim Trung Quốc vốn không có nhiều bộ phim nói về đề tài pháp y, đặc biệt là dòng phim cổ trang và đại đường nữ pháp y như một dòng suối giải tỏa cơn khát của khán giả. Đại đường nữ pháp y kể vào câu chuyện Nhiễm Nhan là một nữ pháp y bị trợ lý bí mật giết chết. Thật bất ngờ, Nhiễm Nhan đã trọng sinh trở thành nữ nhi danh môn bị vứt bỏ thời Đại Đường. Để tồn tại trong triều đại nhà Đường, nàng đã thể hiện tinh thần và ý chí mạnh mẽ của mình bằng cách học dược. Chu Khiết Quỳnh thủ vai Nhiễm Nhan. Nàng là một nữ pháp y giỏi, vì điều tra án mạng của mẹ mà học nghiêm thi. Trong quá trình điều tra xét án, Nhiễm Nhan cũng đã tự nhiên gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Ở những tập đầu tiên, bộ phim chủ yếu xoay quanh việc phá giải các vụ án mà tạm thời có phần ít đề cập đến vấn đề yêu đương của các nhân vật chính. Tương tác của Nhiễm Nhan với Tiêu Tụng và Tô Phụng cũng chỉ xảy ra trong quá trình mọi người điều tra phá án. Khán giả than trời vì giai đoạn này nam thứ xuất hiện nhiều và thân thiết với Nhiễm Nhan hơn hẳn nam chính. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim cũng nhanh chóng nhá hàng loạt các phân cảnh ngọt ngào của Nhiễm Nhan và Tiểu Tụng trong những poster mới nhất. Hứa hẹn ở những tập tiếp theo, đất diễn của nam chính sẽ nhiều hơn và mối tình của cặp đôi chính sẽ được khắc họa rõ ràng hơn. Đại đường nữ pháp y khá chú trọng về việc tạo hình cho các nhân vật, vì thế trang phục cũng rất đẹp và đa dạng. Ngoài nữ chính Chu Khiết Quỳnh với nhiều kiểu váy áo xinh lung linh, các diễn viên nam cũng được chăm chút về quần áo với nhiều loại trang phục đẹp, màu sắc nhã nhặn. Trong những tập đầu tiên, màu phim hơi trầm, âm u, phù hợp với nhịp phim. Về sau, màu phim sáng hơn, kỹ xảo của phim cũng khá đẹp, không lạm dụng ba xu như nhiều bộ phim khác của Trung Quốc vài năm nay.